Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay thì đồ chơi di động.com sẽ giới thiệu đến các bạn những món phụ kiện dành cho chiếc điện thoại Asus Zenfone 4. Asus Zenfone 4 là một chiếc điện thoại giá rẻ nhưng có cấu hình rất là tốt, và hiện vừa rồi thì đã được bán chính thức tại thị trường Việt Nam. Số lượng của đợt hàng đầu tiên về thì không được nhiều, và thật là may mắn nếu bạn có trên tay một chiếc Asus Zenfone 4. Thì đây, đầu tiên mình sẽ giới thiệu đến các bạn. Đây là miếng dán bảo vệ màn hình dành cho Asus Zenfone 4. Đây là miếng dán đã được nhà sản xuất làm sẵn đúng theo kích thước của màn hình. Các bạn chỉ cần lột cái lớp số 2 và lớp số 1 ra để dán, và các bạn làm theo cái hướng dẫn mà đồ chơi di động đã hướng dẫn trước đó thì có thể dễ dàng dán cho chiếc điện thoại của mình mà không cần cắt sáng, không làm ảnh dùng dao cắt sáng sẽ làm ảnh hưởng đến cái màn hình của mình. Còn tiếp theo mình sẽ giới thiệu trên tay mình hiện nay là những chiếc ốp lưng đầu tiên dành cho Asus Zenfone 4 tại thị trường Việt Nam. Thì cái sản phẩm này là sản phẩm ốp lưng silicone, nó sẽ có 4 màu chủ đạo, đó là màu trắng trong, màu xanh trong, màu hồng trong và cuối cùng là màu xám đen. Thì có 4 màu như thế này thì các bạn sẽ dễ dàng hơn khi mà lựa chọn cái màu sắc phù hợp với chiếc máy của mình. Chiếc ốp silicone này sẽ có tác dụng bảo vệ phần toàn bộ cái phần lưng và phần viền máy. Khi mà Asus Zenfone 4 được thiết kế cái phần vỏ máy bóng bẩy và dễ bị trầy xước thì các bạn có thể dùng cái ốp lưng này để hạn chế cái vấn đề đó. Ngoài ra thì cái loại ốp này mà khi cầm trên tay á, nó cũng rất là bám tay và không có cảm giác trơn trượt như cầm máy không, và các bạn sẽ không thể nào mà là rơi chiếc máy mình được. Chiếc ốp này hiện đang được bày bán tại đồ chơi di động.com. Các bạn có thể vào website để tham khảo và chọn mua trực tuyến cho mình một chiếc, hoặc có thể đến trực tiếp cửa hàng để lựa chọn màu sắc mà mình ưng ý nhất. Đây là những chiếc ốp đầu tiên dành cho Asus Zenfone 4, và trong thời gian sắp tới thì đồ chơi di động.com sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn các loại ốp và các loại bao da khác dành riêng cho Asus Zenfone 4. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.